Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây, hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Nam mạng vào năm Tân Sửu 2021 chi tiết. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh, vẫn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng. Nam mạng sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất, tức tuổi con chó, thường gọi là cố gia chi khuyển, tức là chó về nhà. Mệnh thủy, đại hải thủy, nghĩa là nước biển lớn. Mệnh đại hải thủy gặp năm 2021 là mệnh bích thượng thổ, thủy khắc thổ không tốt. Địa chi, tuất gặp sửu lục hình không tốt. Thiên can, nhâm gặp tân bình thường. Sao chiếu mệnh, sao thái bạch. Vận hạn, hạn thiên tinh. Vận niên cẩu cuồng phong, thái tuế năm 2021 phạm thái tuế, hình thái tuế. Tam tai năm 2021 không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2021 không phạm kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2021 không phạm hoang ốc. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng. Sao Thái Bạch, hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ tổn hao nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn, bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn. Sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp nhiều việc cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh tranh cãi. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng sao giải hạn Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch, kỵ màu trắng quanh năm. Vận hạn năm 2021 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng. Người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, cần thành tâm cầu Đức Phật phổ độ mới qua khỏi. Phụ nữ mang thai hạn chế trèo cao, kẻo té ngã. Ăn uống nên đề phòng ngộ độc, e bị trị thai. Căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên tinh, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Theo đó thì khi gặp năm có hạn này, đương số sẽ dễ gặp rắc rối liên quan đến pháp luật, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo, hình phạt ra, một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra đó là tai nạn về ban đêm. Chữ dạ tai là chữ dạ nghĩa là đêm tối. Tai nạn về đêm thường là trộm cắp, té ngã khi trời tối. Hạn thiên tinh chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn, chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm,
phụ nữ có thai dễ bị tai nạn thai sản, hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt. Nhiều người khác có thể té ngã độ cao. Một số người té ngã do leo trèo với tay lấy các vật trên cao. Cách giải hạn thiên tinh như thế nào? Một trong những cách giải hạn thiên tinh được đề cập đến là tu dưỡng bản thân, trao dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận. Nếu có khả năng thì nên ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đề phòng kẻ trộm thì bạn nên nuôi chó, tu sửa cửa cổng, tường bao an toàn, chắc chắn. Với phụ nữ có thai, đặc biệt không nên trèo cao hay với tay lấy những vật trên cao. Khi cần, hãy nhờ một người nào làm giúp. Không được tự mình thực hiện những công việc này. Khi đi lại thì nên nhẹ nhàng, luôn luôn cẩn trọng, không được để té ngã hay bất kỳ một va chạm nào. Có như vậy thai nhi mới được khỏe mạnh và phát triển tốt. Với tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ có thai, đều cẩn thận việc ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi để đề phòng ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh huệ lụy sau này. Để thành tâm cầu xin trời Phật vượt qua và sức khỏe được nhanh chóng phục hồi. Vận niên năm 2021 của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nam mạng. Cẩu cùng phong là hình tượng chó bị gió độc. Điều này báo hiệu một năm không may mắn nhiều đối với bản mệnh. Nhưng nếu biết kiên nhẫn và khéo léo chờ thời thì vẫn chuyển bại thành thắng không khó gì. Ngoài ra, trong năm này, sức khỏe của bạn không được tốt, cần hết sức lưu ý. Về phương diện công việc, sự nghiệp thì trong năm nay, bản mệnh nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi. Trong năm gặp vận niên này, bạn nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm, ăn chắc chắn, không nên tham gia những việc có yếu tố mai rủi, hạn chế xuất tiền bạc, chờ thời cơ. Trong năm gặp vận niên cẩu cuồng phong, bản mệnh có thể gặp được bạn tốt nhưng dễ sinh lòng đố kỵ, cẩn thận giữ mình, tránh cãi vã, tranh chấp. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng, trong năm 2021 có phạm hạn thái tuế không? Trong năm 2021 có 5 con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm thái tuế cụ thể như sau. Tuổi Sửu năm 2021, năm bản mệnh là 5 tuổi. Tuổi Sửu phạm trị thái tuế hay còn gọi là trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Ngọ năm 2021, tuổi Ngọ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Mùi năm 2021, tuổi Mùi phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Thìn năm 2021, tuổi Thìn phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân và các mối quan hệ xã hội. Tuổi Tuất năm 2021, tuổi Tuất phạm hình thái tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Như vậy, trong năm 2021 thì tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng phạm hạn thái tuế, hình thái tuế. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng, trong năm 2021 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3. Còn tai nghĩa là tai họa, họa hại.
Và trong một đời người cứ như vậy, sau 12 năm thì gặp lại hạn tam tai một lần. Tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai như sau: Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Canh Thân, Tân Dậu và Nhâm Tuất. Như vậy trong năm 2021, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng, không phạm hạn tam tai. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng, trong năm 2021 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có bốn dạng, đó là Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc. Và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi, vật súc. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm Kim Lâu, cụ thể như sau: dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử và dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm tuổi Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2021, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng là 40 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng, trong năm Tân Sửu 2021 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà vào năm hạn đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau: Nhất Cát hay Kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi, Nhất Kiết an cư, thông vạn sự. Nhì Nghi, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn, thất địa sinh tài. Tam Địa Sát, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân do giai đắc mệnh. Tứ Tấn Tài, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có phúc lộc tới, tứ tấn tài, chi phước lộc lai. Ngũ Thọ Tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Lục Hoang Ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia, bất khả thành. Theo quan niệm nhân gian, nếu vào các năm phạm, lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử, sẽ dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua nhà hay xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính nhân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử và địa sát. Cách tính tuổi hạn hoang ốc đơn giản như sau:
lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoàng ốc. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng, là 40 tuổi âm, không phạm tuổi hoàng ốc. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 vào năm Tân Sửu 2021. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh, vẫn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.